Chuẩn bị chiến trường xong tuyệt nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ vào phòng chờ nha. Ở đây là các early bird này. Chúng ta còn hơn 10 phút nữa mới bắt đầu sự kiện nha. Hôm nay thì em thử để cho anh em tự mở chiến trường xem ba mấy là mọi người sẽ để ý và mở chiến trường nhé. Cách mở chiến trường thì em đã nhắc lại hai lần rồi đấy, không 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 ít cũng không nhiều. Nếu mà kiểu lâu quá mọi người cũng hỏi thì đến lúc đó em sẽ mở nhá. Mọi người xem live tương tác của em nha, đi lượn lượn quanh map coi. Mọi người cứ đứng rải rác á, nếu mà tụ chung lại một chỗ thì nhìn trông thích mắt cực. Để em cho anh Tuyến lên TV nhá. Đây vào chân. Tám giờ 30 thì chúng ta sẽ bắt đầu mở được chiến trường nha mọi người. Thật là lạ lùng. Có một người chơi đặt nửa nửa PT mà lại có một ác Thiên Sơn tay ngắn. Ngami PT này là Ngami Thiên Sơn Tiêu Dao. Nhìn qua cứ tưởng đồ 8 sao. Đây đã có ARC lên 10x rồi này. Chiều tối hôm qua là mọi người bắt đầu vào quá trình trên top 108 ở Thiên Long Song Tuyệt. Đây là 99, 10x là nhanh đó chứ. 99. Tí đợi mọi người vào đông hơn xíu thì em sẽ check tiếp. Đây là một ác quỷ cốc. Em live sớm ăn gian thời gian mọi người. Thì em bảo anh cho anh lên lên live mà. Đây là phòng chờ của chiến trường song tuyệt anh ạ. Cái này hình như anh live ở đâu, em live rồi anh comment một lần rồi mà. Chào Trịnh Thủy nhá. Đấy. Nhạc sao nó cứ rè rè, nó bé bé sao nhỉ? Ê chà. Tí một vòng một anh tìm em nha. Áng này chắc tí em treo tại vì là thời điểm hiện tại mọi người cũng mạnh rồi á, thế nên là em sẽ treo cho nó auto. Nhỏ tiếng xuống, nhỏ tiếng xuống. Áng này cho auto thôi chứ đánh vòng 1 là vòng loạn chiến thì ủ rồi ôi. Sắp mặt liên tục. Mọi người chả thêm được gì hết á. Hello Đăng Khoa nha. Gì mà em treo bên mình thua, không liên quan. Anh em có em không có em không cũng nào chẳng mạnh đúng không ạ? Nói chung là mỗi tuần thì cái lực lượng tham gia vào chiến trường nó cũng thay đổi liên tục á. Hên xui thôi.
Ê, gọi Emily này, em có đặt Emily ở bên này đâu anh biết ta. Em biết mà, em biết sao. Nói chuyện mờ ám vãi. Em chào anh Lâm Tâm nhá. Trời ơi, một dàn chạy theo tôi luôn. Còn nhưng mà cũng hay á. Để mà hôm nào em hứng hứng lên thì em sẽ bày trò lục hành điêu tiếp nha. Hôm nay khỏi hôm nay, hôm khác. 8:24 anh em còn 5 phút nữa để tập trung vào phòng chờ nha. Hôm trước là hôm trước là có người vào muộn đó. Nhưng mà hôm trước em kể cho mọi người nhá, đó là em mở chiến trường nó sớm 1 phút, em thử xem là đã vào được chưa. Thấy cái dòng bắt đầu chiến trường thì em nghĩ chắc là 29. Mình chưa có kích hoạt được đâu. Ôi ôi, kích hoạt phát là vào luôn. Cana ghê. Mọi người đang xem live của server Thiên Long Song Tuyệt. Sự kiện chiến trường Song Tuyệt này thì sẽ có vào chủ nhật 20:30 nhá. Đó, nói chung là nhờ sự yêu thương của mọi người là coi như là cũng có. Em cũng có cái chủ đề hay hay để live. Có yêu mới đánh, không yêu không đánh. 1k2 chỉ em với cả anh chị mới hiểu. Em chào anh Mạnh Đức nhá. Em chưa quên đâu. Hẳn nhau. Anh em đua tốt. Anh em đô tốt nhanh lên để các anh em khác còn có sự kiện tham gia nhé. Mình đang trong sự kiện đô tốt và có cái thời điểm là ấy ạ, có thời điểm mở map mới, map Huyền Hải và Thủy Nguyệt Động Thiên. Wow. Có thêm BT của anh Nico. 4 phút nữa nha mọi người. Em không mở chiến trường hôm nay đâu, cho mọi người mày mò đó. Em chào anh Nghịch Lân nhá. Chào anh Diêm La Vương. Mọi người đã biết mở chiến trường ở đâu chưa nhở? Vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hiện chiến trường Song Tuyệt. Boss chip. Bao lâu rồi ở server chưa có đánh giải nhỉ? Lần cuối là Tam Long tranh bá đúng không? Nguyện chờ em cả đời. Ủa mà em làm gì vậy chờ? Em Linh của Tào. Tào Minh Hiệp nhá. Cái tên này lạ ghê. Mọi người cho em xin một like, một comment cho nó xôm nhỏ. À, mọi người có thể theo sau treo treo thế. Em cho mọi người chạy 10 vòng Hàn Ngọc Cốc. Em được gần một quân đoàn không? Có những cái sự kiện mọi người tham gia phụ bản để kiếm được bị áo á, thành ra là mọi người có cái đồng phục này. Cái này là anh Tuyến cũng cho em luôn đấy nhở? Bị lục ngô với cả áo, áo gì?
Dạ hỏi lắm. Đi lên kênh trang sơ. Hải dã man. Đem con gà này bắt nào. Mỗi hôm là có gà gà lá chanh như gì ý. Mấy cái ác lon đó. Bắt em bình bắt đi. Ờ tí mà bắt đấy. Vòng 1 của sự kiện này sẽ là loạn chiến, mọi người đánh lẫn nhau không kể cùng BT hay là cùng bang hội. Linh thắt bím giống Nacha đi xinh lắm. Có một hôm em buộc tóc như thế rồi đúng không nhở? Thế là ngươi lại chọn gì? Đó kìa, mọi người đã đi túc cầu chưa? Hôm nay là ngày chủ nhật có túc cầu đấy. Linh nhảy quá nhảy. Nói chung là em sẽ ghi nhận ý kiến của anh Nghịch Lân nhá. Nói chung là anh em biết là chủ nhật nào là em cũng có mặt ở đây rồi. Mà mọi người vẫn xem. Việc của em chắc là sẽ thay đổi cái phong cách lâu lâu một lần vì cho nó khác. Anh có số lượng lớn, em thiên vị. Ui, em thiên vị, em có quyền năng gì mà thiên vị đâu anh. Góc này đông này. Em chào anh Dũng nha. Anh đã trở lại có nghĩa là anh nghỉ mấy hôm nay hả? Yêu đương cái gì, 1k2 anh ơi. Em cũng yêu anh. Ơ kìa, chậm mất rồi, quay ra đây để ship một câu em cũng yêu anh. Đó. Tình cảm thế. Dạ, chúc anh Thạch một buổi tối vui vẻ nhá. Copy paste. Giờ nói câu em Linh đây mà thì kiểu các anh chip mất hứng luôn. Cảm ơn anh Trần Tuấn đã follow em nha. Hello Trần Thảo, em đang live cả trên TikTok nữa. Không biết có nên cơm cháo đi không, nhưng mà kiểu kiểu follow á mọi người. Rồi còn mỗi kiểu quân đoàn rụng rời của mỗi người. Phải quá tôi chạy tiếp. 31 rồi và chưa ai đấy, chưa ai mở. Anh em nằm ở chiến trường đi kìa. Quên hết rồi, 31 rồi. Làm xong thần khí phụ bản quy là chả bao giờ đi ngoài phim Mẫu Phong với sát tinh quy quân đoàn. Em thề là em không biết quy quân đoàn là gì. Nghe em mở được mà. Ô kìa, không ai xem cái quan trọng rồi. Xạo 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 nào. Vào đây. Có ai đang xem live muốn làm cái công việc này không ạ? Mở chiến trường đó. Ủa mọi người làm được mà. Tên vô kịp chiến trường. Lại còn vào chiến trường. Biết lệnh luôn. Đây mọi người gặp được PC tại điểm dịch. Khởi tạo chiến trường, mở lẹ đi trả bài. À, cái này thì em chưa trải nghiệm bao giờ. Yêu Át tài trợ em Linh bộ trang phục trong game, ý tưởng rất là hay, nhưng mà chắc là Át không làm đâu. Hay nhở. Anh em lạ thật đấy. Thế là bình thường mọi người không mở là phải admin ra mở. Anh Zero mở nào. Quyền lực nó. Rồi từ giờ về sau anh Zero mở giúp em nhé. Mình có thể mở sớm hơn cũng được. Em để auto nhé. Em không muốn làm gì nhiều đâu. Đó, loạn chiến đâu đâu cũng đỏ nha mọi người. Điều kiện để vào vòng 2
là ăn một mạng. Em ăn một mạng đã xong em treo. Kìa. Không ăn được. Ủa? Em nhỉ? Mặt này phải là của em. Em bị đấm đau quá. Chết trước khi đi ăn được mạng. Ai nhỉ? Nó sao toàn kiểu thịt thế nhỉ? Của mình. Không. Mới có một thông báo. Ê chả. Clon. Em xin mạng đi. Rồi, em đã ăn clon của người khác được rồi nha mọi người. Bây giờ là em sẽ treo ác này nhá. Em đổi qua cam ác siêu tốc độ. Betting. Đổi cả cam bên bển nữa. Rồi, bắt đầu đi vòng quanh mẫu đan uyển nha. Mọi người đứng ở khắp mọi nơi luôn á. Chút nữa đến vòng 2 thì em sẽ tap qua cái nick tiêu dao của em nhá. Đây là một sự kiện được các anh em rất là yêu thích. Vừa thể hiện được kỹ năng PK cá nhân, tổ đội. Và còn được ngọc 4 nữa. À kia, cứ cho nó nằm chết đi. Vâng, chiến trường phải mở. Cái này là em cũng mới biết. Tại vì có hôm là chắc là không có ai trong chiến trường cho anh em á. Mọi người cứ đợi đến tầm 36 em gọi điện cho Ad thì Ad bảo thế mình có thể mở được tại NPC. Ủa thế S1 ai mở? Máy chủ cũ ai mở? Quy quân đoàn là để kiếm vàng, mỗi trận được 40 vàng với vài cái tịnh vân thủy. Ngoài cái đó ra thì còn cách nào kiếm vàng hôm ta mà em thấy mọi người quá trời vàng luôn. Toàn kiểu mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn vàng. Chứ chả ai mua vài nghìn vàng ở bên bản chính hết nữa. Đấy là những cái kiến thức cơ bản em hóng hớt được. Thế em chưa chơi bên đó bao giờ. Chào Xuân Hòa nha. Ở động thấy người luôn. Hết đấm người này. Anh em nhìn rải rác là thấy những con pet trông rất là ấn tượng nha. Đây là pet chu tước. Đấy, hiệu ứng đánh rất là đẹp. Bắn lửa đùng đùng. Đằng kia là cửu lê tộc trưởng với 3 cây máu. Đằng này là boss hỏa diễm yêu ma. Nhìn mọi người dùng pet boss trông nó cũng phong phú ghê. Tôi là hổ. Ngắm người chơi chán rồi, bây giờ mình ngắm pet ha. Em chào anh Châu nhá. Có event xin tiêu lôi đà là kiếm nhanh nhất. Có cái gì nhỉ, em quên mất rồi. Trước em cũng đam mê sinh tiêu lắm. Có một cái đáng chú ý đấy là các người chơi tham gia vào vòng 1 mình phải để ý hồi sinh áp. Không, nếu mà kiểu khi mà qua vòng 2 mà người chơi vẫn đang chưa hồi sinh á thì mình sẽ bị xuống địa phủ. Rất là sukana luôn, em đã bị một lần rồi. Vàng chỉ để đốt làm gì ta? Hiện được rất là nhiều người yêu thích. Hôm nay em vào sớm thì thấy 8 giờ đã có người vô rồi. Đứng đợi đến 8 rưỡi luôn. Có anh em nào chưa rõ là mình cần mở cái chiến trường ở đâu không? Phải mở á. Xong có hôm em hỏi ra cần mở chiến trường á thì Ad hỏi là ủa sao có mấy ông chơi 2 năm ở server rồi vẫn không biết chức năng này. Cười xỉu. Chúng ta bắt đầu từ 8:32 hay là 8:42 thì sẽ hết sự kiện nha mọi người. Hết vòng 1. Hết vòng 1. Sau đó là vòng 2, vòng 3 nữa.
10 phút một vòng. Ủa, anh Châu chưa xem cái này bao giờ à? Đây là chiến trường, loạn chiến, mỗi kiểu đó, gọi là loạn mà, khó hiểu mà. Ở đây mọi người có thể ảnh nhau xanh chín hoặc là dắt clone vào cũng được. Em lúc nãy ăn được một mạng nhờ thịt clone nhà người ta. Đây này, clone này, không thần khí, mặc đồ tân thủ, trông rất là giản dị luôn, nhìn là biết. Mồi ngon. Ác này đang bị dồn này. Ôi trời, ác kia nằm trước. Cái ác bên dân cày chắc là cũng ngọt thịt ha, dễ ăn ha. Họ ác này khó thích nhỉ. Đây, clone thì không ngọc, ít ngọc, chỉ dùng phun thôi. Rất là dễ ăn luôn đây, đồ tân thủ 1 sao. Búng cái chết. Em này mọi người, mãi 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 tuổi 89, level 89. Mở đốt ban này nho không lên đam. Em thấy đốt ban được 2 tiếng mà ta. Thế là mình đốt liên tục đúng không? Đốt thế là 12 lần ngày. Mọi người cứ đứng giải rác khắp nơi nhá. Thế là em thấy like bằng cái nick này là ok nhất. Nhưng mà không hiểu sao sau cái sau 1-2 lần like bằng ác này ở chiến trường á, em không vào được vòng 2 nữa. Admin ban đầu cũng cho một ác vào được mà không cần đánh người á. Cầm ác này, cầm ác GM đánh người thì chết. Đó, kéo clone đến ăn thế là xong, yên tâm. Làm gì ấy? Ở đây là có mấy cái hướng đi lên cầu thang. Mọi người hay núp ở đó sau khi mà đã xong việc rồi, đỡ phải để ý đầu thai như em. Ờ nhờ, thôi sao mình phải để ý nhà mình lượn chứ. Nói xong mới thấy cái này ai mà không biết á, thì mọi người sẽ thấy là ui, server PK cháy thế nhở. Đồng ác này mà đánh người bị kiện ngay, đúng không? Chính nó Game Master. Giờ game nào PR tốt là em thấy còn có người chơi mới chưa từng chơi game Thiên Long Bát Bộ tham gia cơ. Wow. Và thường thường họ sẽ nản á, tại vì là nhiều cái quá. Từ những cái thuật ngữ cũng phải học này, sau đó các chức năng rồi tìm thế nào để cho nó hiệu quả nữa, không thì như kiểu một con gà thật tả như thế là dễ hiểu nhất. Anh em nào mà mới học chơi thì chắc là kiểu bản lĩnh lắm luôn á. Đốt liên tục 3-4 bang vãi. Đứng trên cầu thang vẫn bị đập nha. 8:42 đã điểm, chúng ta chuẩn bị đếm ngược nha mọi người. Không biết ác này có bị ra ngoài không. Đếm ngược chia team nha, chia bằng cái vạch này. Thôi đứng chết nha. Anh học ghê. Chuẩn bị đếm ngược. Em không biết là ác này có được vào vòng 2 không, chưa có giết ai. Rồi, vòng 1 còn vài giây nữa kết thúc và vòng 2 sẽ bắt đầu ngay sau đây ạ. Nếu mà ác này ra ngoài thì em sẽ đổi ác. Rồi, không sao, em vẫn có thể đứng ở đây. Mọi người sao đây nào. Em sẽ chạy về tiếng gọi của đồng đội.
Ok. Đây là chúng ta có hai team vàng và xanh. Hôm nay không bị đá ra ngoài rồi. Thực ra Tuấn với em á là bằng tuổi nhau ấy, nhưng mà em kiểu già dặn hơn nên là Tuấn gọi chị mình cũng ban đầu cũng ngại, nhưng mà sau kệ, hai đứa đều 99 thì kiểu trước là em còn xưng tên, sau thì Tuấn lại thích làm streamer á, thế là em có cái va vấp gì hay là em có kinh nghiệm gì thì em nói hết lại cho Tuấn, thành ra là mình lại đúng là vai vai người đi trước thôi, chị em luôn, không ngại nữa. Thưa bán à, có nghĩa là bán ác xong thiên thu điện thua kèo liên tục. Lâm Khang là ai đang nghe lạ hoắc. Đồng Minh bán thường thì ác tanker là rất là quan trọng luôn. Hiện tại nhân sự hai bên Hoàng Kỳ 32, Thanh Kỳ 83. Tức là bên xanh đang đông hơn. Mọi người xem live tương tác cùng em nhỉ. Anh em nào mà xem live bên hội phát khí thì mọi người nhớ tương tác để giữ vững cái vị trí fan cứng của mình nhé. Không dễ bị tuột lắm. Bác kia lần này là em sẽ chỉ treo auto thôi, chết thì cho nằm đấy, tại vì là yếu quá mà. Hiện tại nhân sự đang là 7837. Mọi người xem chia lại đi nào. Em lính chấp hết. Anh em nào mà kiểu đam mê không? Đam mê mà có lực làm phim về những cái trận chiến ngày trước luôn, thay đổi nhân sự các kiểu như nào. Ơi mọi người chia lâu vậy, kiểu một bên có chạy là bên kia cũng chạy theo luôn. Chia sao cho cân coi, em vẫn để nick của em bên xanh không nói nhiều. Giờ càng lệch Hoàng Kỳ 86, Thanh Kỳ 26, bắt đờ heo. Fan cứng thì dễ rồi, từ ngày ra giải hoa hậu nhiều chuyện thì nhà nhà fan cứng cày điểm. Mình chẳng ấy ở nơi nào trên bảng xếp hạng luôn. Ủa anh canh like của Ái Linh vào xem chứ anh canh admin Hùng đăng ảnh để vào để trêu đúng không? Buồn cười, ảnh nào hầu như ảnh nào của anh Hùng em thấy anh vào anh cà khịa. Tích Chiều là làm lên từ cái tên cũ nào vậy anh? Nếu mà Tích Chiều chưa nổi thì em nghĩ là cũng phải là mua một cái ác nào đó tầm cao sau đó là build lên chứ, chứ khó có thể là làm từ một ác mới. Làm từ một ác mới cũng có nhưng mà đầu tư nhiều đấy, nể hơn đấy. Giờ phè lâu quá mấy ông ơi, cứ nầm nượp chạy theo nhau thôi. Hoàng Kỳ 84, Thanh Kỳ 29. Đó, thế là tổng lại là hơn 100 ác tham gia sự kiện nha mọi người. Ở game như này như nào mới đánh được tao? 5 phút đã trôi qua rồi ạ. Nào, em nghĩ là sắp phải chia rồi. Từ nãy giờ là mọi chuyện cảm giác là quá là nhây rồi đấy. Em sẽ cho một ác lên TV. Uni
một ác đường môn độc. Mọi người bắt đầu di chuyển rồi đấy. Ủa sao đánh nhau ấy kìa. Hoàng Kỳ 48, Thanh Kỳ 66. Sắp được rồi, sắp được rồi. 50-60. Mấy ác nữa thôi. Hello anh Thi, múa là sao? Múa hoài. Có tính giải trí cũng mới làm nghề này đâu anh. Em thì thực tế là em hơi nhạt, nhưng mà chả hiểu sao đôi khi kiểu mình làm cái việc ngốc nghếch á, thực ra là nó thành cái chuyện buồn cười. Chứ nhạt 100% thì em nghĩ không làm được cái việc này. Làm từ đầu lên. Đỉnh. Ra đời chủ. Hoàng Kỳ 51, Kỳ 63. Ê, em hay bảo em cũng làm ở một một máy chủ cũng lâu rồi, thì em hay cũng hay nhắc về lịch sử cũ. Ơi hay bảo là những cái ác mà được đầu tư mà luôn luôn được vào tay những người đầu tư ấy, thì ác đấy gọi là thụ hưởng. Kiểu rất tiếc cho những cái ác nào mà đầu tư sau đó là bị bỏ dở hoặc là mua về làm clone á, tiếc. Ui giật. Đó, mọi người thấy khung cảnh PK có ác liệt không ạ? Đấy, sự kiện này diễn ra vào 20:30 các chủ nhật nha mọi người. Admin hôm nào cũng bảo là Linh ơi, làm gì làm, đừng bỏ chiến trường xong tuyệt nha em. Hay. Đỉnh cao của sự đam mê đó là nhìn tên ác hiện tại mà kiểu mình biết được 3-4 cái tên trước đó. Mà thường thì tên bên 3D là định danh nhỉ, nên là mọi người chắc là không đổi tên nhiều ở bên 3D. Tỷ số hiện tại đang là 21-38 nghiêng về phía thanh sắc ạ. Thanh sắc là màu xanh cho ai quan tâm. Wow. Đúng, đây là một sự kiện để live lý tưởng luôn, tại vì là PK liên tục. Vòng 20-30 phút. Ở đấy cũng là thời gian tiêu chuẩn của mọi người khi mà PK để xăng tiền. Tích nick đấy là của em anh. Fan cứng em thì không có kiểu đấy đây anh ạ. Nick của em hay like đó mà. Từ nãy giờ chưa chết á. Oh my god. À mà em cũng ở bên team có tỷ số cao hơn, đến 66 điểm. Team còn lại thì 32 điểm. Bằng cõi bây giờ tiêu giao tích chiếu trang bị cao nhất, xong đến Thánh Linh LC, đến Mạc Phong, ba vị đó xanh toàn trên 100k. Ghi nhỏ. Xanh bao nhiêu điểm là mọi người cũng quy ra ATM được luôn ý nhỉ. Bắt đầu bị đánh này đó. Đầu lai là em có đó chơi vòng loạn chiến bằng ác này mà. Lacking. Thôi xong rồi cho nằm im. Hello Hải, làm gì mà 5 ngày không được chơi. Lạ gây, 5 ngày nhiều quá chứ. Tiếp 102. Rồi. Tỷ số hiện tại thanh sắc 113, hoàng sắc 57. Zoom lại tí nữa cho đẹp.
Xèo 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 xèo. Bên cái anh 6 nhá. Cái này hồi sinh thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở quanh map anh ạ. Đây chả, có boss rồi nè. Đây, vào vòng 3 rồi. Vòng 2 đã kết thúc rồi nha mọi người. Đây là vòng liên hoan. Mọi người tiêu diệt boss phản đồ đi lạc và sẽ có các dương quà cho mọi người mở. 800k một lá. Một lá được bao nhiêu điểm ấy? Cao nhở? Ác thành clon mất rồi. Đã bao giờ hơn clon đâu mà. Tự tin lên. Đây, em mở tượng trưng nha. Mảnh nguyên liệu mọi người ạ. Đấy, tinh thiết toài phiến, miếng vải bông vụn. Và làm điểm mà 100k điểm. Đấy, sau khi mà vòng 3 chính thức kết thúc thì các người chơi sẽ nhận dương thưởng và sau đó là nhận hộp quà ở ngoài phòng chờ hàng ngọc cốc. Live sớm ăn gian xong bây giờ là mình cứ ung dung thôi. Mình có thể thoải mái đi ra hóng hớt ở kính hồ. Vài phút thôi là xong buổi làm. Đi chơi, đi ra kính hồ xem còn cái nịt gì không nhặt. Tô Châu. Kính hồ. Em nghĩ là bây giờ bãi một với yên là bay màu boss rồi đó. Chưa. Ai chà, hôm nay lạ ghê. Bây giờ là mọi người ra là liên hoan thôi. Có đủ boss rồi, xuất hiện hết rồi. Bãi 55 cũng đã xuất hiện rồi. À mấy hôm trước thì ông một cái nhau. Em. Thôi không phải em, Linh cũng đoán thế. Đấy. Tính ra là lòng chàng cũng có nàng ấy chứ. Thế cãi nhau mới là không có tâm trạng để chơi nhờ. Được. Mình cứ dỗ người ta đi rồi mình chơi lại sau cũng được nhá. Quan trọng là dàn thiên lý nó không rụng xuống. Chứ game thì chơi lúc nào cũng được đúng không ạ? Có anh em băng hội với nhau thì clone hay không clone thì vẫn có hội chơi với nhau thôi. PK thì vẫn 50-50 nhá. Game đồng đội mà. Điều cười gian thế. Mọi người hay bảo là em chưa có cả tính nhiều ấy, bây giờ em đang thêm thắt vào đây. Trước giờ là hơi nhỏ nhẹ quá. Mấy bãi khác còn gì không ta? Thưa anh nốt được có 8k và phải thuê người nốt hộ. Bây giờ bên này còn mỗi xác. Em cũng nghe chuyện người ta chơi game Tân Thiên Long á thì họ nói là trước là không có chuyển khoản thì phải thuê người cào thẻ, cào mã thẻ hộ, nạp hộ. Hài ghê cơ. Ngày trước mệnh giá thẻ cao nhất là mấy trăm á. Xong người ta nạp thì vài chục triệu, vài trăm. Em chào anh Kiếp Tha Phương nhá. Phải thế mấy ông ấy nhẹ nhàng chứ. Nói nặng mà không phản ứng gì xong kiểu gì nó cũng lên cấp độ tiếp theo, sợ lắm. Thôi chúc bạn may mắn trong cái công cuộc dỗ nóc nhà nhá. Có hôm này hôm kia anh, này, đây. Hôm nay nhà em rất là bất ổn luôn. Em lên live được là còn may không, nhưng mà kiểu kiếm tiền nó lên tâm, lên tinh thần tốt hơn. Trung gian á, trung gian, ai chà chà. Ở kiểu đấy là phí uy tín ha.
Hôm nay thì đơn giản hơn, hôm qua thì em live một cái buổi buổi mở đầu á thì em chỉn chu hơn. Cũng phải kiểu có lúc bình thường rồi sinh thì người ta mới trầm trồ chứ đúng không? Anh biết mà, hi hi thôi. Lành rồi nhưng mà cứ ngoan chụp hôm cho chắc chắn. Cái ngoan của mấy ông được có chụp hôm thôi. Ta xỉ thiệt chứ. Mọi người đi đâu ấy? Thôi nhưng mà thế cũng hay. Phải như thế là biết giữ hạnh phúc gia đình rồi. Ủa đi đâu đấy? Chứ đừng bao giờ thách thức giới hạn của chị em. No no no. Đây là dấu bot đi à? Chết rồi, mình đang đi theo live trực tiếp. Em chào anh Hùng nhá. Kính em để đây. Em có hai cái cơ nhưng mà em đang không tìm được cái còn lại ở đâu. Đâu chạy đâu đấy? Đi, kính lên. Đấy. Chơi game mà có nhiều cặp đôi cưới nhau qua game. Yes. Game nào cũng vậy á, nói chung là kiểu mình hợp nhau là mình cứ tiến đến thôi. Game cũng là một cách để mọi người gặp gỡ tìm hiểu mà. Đấy là kiểu nếu mà kiểu cả vợ cả chồng chơi game thì cực kỳ bền luôn ha. Nhất là mấy cái game mà kiểu chơi đồng đội như này nữa. Đấy, có nghĩa là vợ sẽ hiểu vì sao chồng lại mê game và cũng không cần nhắn quá nhiều đúng không ạ? Nói thế chứ đầy ông ở đây chắc gì ngoan bằng mình. Cũng hay. Nói chung là thường thì người ta sẽ làm lành xong thì mình sẽ về cái nét sinh hoạt cũ đúng không ạ? Nhưng mà ngoan chụp hôm là được đấy. 10 điểm. Mọi người bắt đầu đi đâu đây này? À, thực ra là cái tốc độ game của Song Tuyền nó cũng chậm mà. Mình làm sao gia đình yên ấm trước cái đợt làm thần khí là được. Làm thần khí thì mình nếu mà kiểu mình làm sau thì nó sẽ khó kiếm PT. Tại vì là trên đó, trên Huyền Hải á, thì mình quan trọng nhất là cái làm thần khí thôi. Còn không thì sau đó chắc trả lên nữa. Nên trả lên ngắm cảnh bơi với cá đồ nhỉ. Em lên xem mọi người đi trên. Nói chung là em thấy là anh em nào chơi game mà ít chức năng á thì mọi người cũng không kiểu ít chức năng là nó giống y hệt với game ngày xưa đúng không? Game FPT á, có nghĩa là mọi người không quá ham mê cái mới mẻ. Nhưng mà game cũng có tuyếp người này, tuyếp người kia. Hay em hay nói ấy, là live ở Song Tuyệt em thoải mái lắm chứ mấy game khác là ôi bị chửi quá trời chửi. Ở bên bên này là ít bị chê, ít bị chửi nhất. Cơ mà bà chị là ác boss trùm đi săn ác chồng. Ê kiểu biết được những cái câu chuyện thực tế đấy thấy game nó cũng không không quá kiểu một chiều ha, kiểu chơi là tốn thời gian này kia nọ, nhưng mà cũng là tùy vào cách chơi của mỗi người ha. Em ra tháp nhá, nói chung là làm tròn bổn phận của một phóng viên. Em sẽ đi vòng 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 trước khi em offline nhá. Này là xong việc rồi đấy. Hải không ngon, thế là hôm trước Linh live bản cổ xong đứng ở Hỏa Diệm Cốc nói khùng nói điên 5 phút vì không có ai đi tập cùng. Ồ. Tên Ngọc các thứ. Đấy, có người trên ở bãi ngoài luôn. Rất là tận dụng. Đó. Bãi này không ai trên ha.
Hãng tầm trung trên cũng đủ quái mà ta. À đây, hôm nay có rồi đấy. Mất 4 triệu thuê người nuốt hết 8 ca xanh chỉ thuê treo ác. Nếu người ta giao dịch đi thì sao anh, đúng không? Nói chung là cái đấy là phí bảo hiểm thôi. Ai mà ngờ hai người chỉ nhau chỉ chuế kinh ra một. Cái này cũng giống một câu chuyện em đi ọc nghe á. Nói chung là con gái đã chơi game thì rất là cá tính luôn. Em mà chơi mà hết mình á. Bây giờ làm cộng tác viên rồi nên tém tém lại chứ chơi em chửi nhọng game. Nhớ những ngày tháng đó ơi, bây giờ... Bây giờ gặp khổ nghiệp rồi nên là sợ. Nhớ những ngày tháng không biết sợ là cái gì. Là không giao dịch được á, tắt nhỏ. Hay là trước anh không biết auto click là gì. Thế mà ở bên 3D thì nhiều dịch vụ hay phết. À thôi, em xin phép vào offline nha mọi người. Đó. Thì sau chiến trường thì em có đi ra Kính Hồ xem một người unbox này. Sau đó là lên những cái map trên VIP. Đó, thì anh em đang trong quá trình lên cấp 108 đô tốc. Chiến trường tuần trước treo đi chơi đấy, sau là cái nhỏ. Rồi, cái đấy cơm bữa ấy mà. Treo đi chơi có nghĩa là mình bỏ một trận chiến trường để dắt vợ đi chơi, ok. À, không sao, em mình có thể biết được là anh em đang trong quá trình đi đâu, làm gì. Nếu mà mình on sau á, thì mình có thể là mình trên bãi VIP sau cũng được. Bây giờ thì mọi người đang thu xếp để chia nhau các bãi trên á. Một tuần nữa mình on thì bãi trên một mình một thế giới luôn. Không, đến lúc đấy thì có người khác tới sao. Thôi, lúc đấy lại vui nhở. Ôi, chào mọi người nhá, cảm ơn mọi người đã xem live của em và hẹn mọi người một hôm khác tại Thinh Long Song Tuyệt. Chúc mọi người sang tuần có một tuần mới vui vẻ nhá.